Chào các bạn trở lại với kênh của mình, và mình là kỹ sư Thái. Hôm nay mình ghé lại chỗ vườn của chỗ chị Cẩm Phượng ở ở đây là cầu cái Cẩm đi vô, thuộc về Trường Long, Phong Điền của thành phố Cần Thơ. Thì vườn này là một một trong những vườn mình làm sớm vụ nữa nè, sớm vụ cuối vụ nghịch nè, coi như đầu đầu sớm vẫn theo quy trình nghịch vụ. Thì đây là vườn móng thon, còn dưới kia là vườn nghi sáo. Thì mình đi vườn cái lô móng thon này trước đi. Một lô này rất là đẹp, mình vẫn thích cái view của cái lô này, là một bờ trồng một hàng một và hai cái mương hai bên. Thì đi thôi coi một vòng, tại lâu lâu cũng phải có video clip đăng lên rồi chứ để nó kỹ sư Thái gì giống như Lương Bằng Quang hay đăng lên trên mạng ca sĩ hết thời, kỹ sư Thái hết thời. Đi vòng vòng coi cái đã. Để coi lại ngày ha, để nói là trái này nhiều ngày. Bữa nay là ngày 10 tháng 3 chủ nhật ha. 10 tháng 3 chủ nhật. Trái này là trái nó đâu đó khoảng 50 ngày đó các bạn. Lá thì mình lá tuyệt vời. Lá với mình thì đánh giá lá này rất là ổn. Ổn áp còn xanh lá đồ ha, lá xanh ngon lành, gốc gác đồ thì sạch sẽ thông thoáng, cỏ thì để mép ngoài. Trái này thì cũng rơi vào trái khoảng 50 ngày. Lô này trái 50. Đã cho gãi hữu cơ. Đó các bạn. Thì cái mỏng thon thì nếu so ra ghi sáo thì đương nhiên nó đâu có lớn bằng được. Nên các bạn nhìn thấy cái trái nó không có bự giống như trái thằng ghi sáo. Không có bự bằng. Mặc dù cùng độ tuổi. Tại vì nó lệch nhau mà. Thằng kia ghi sáo thì khoảng 85 ngày là có thu rồi. Còn anh này tới 105 ngày. Tới 110 ngày. Ha. Mình đi dọc quay đồ chơi đây đó. Thì trái nó cũng không nhiều đâu, nó quất chùm chùm không à, đó nó quất chùm chùm không à, thấy trái không zoom lên được đó. Một cây thì trung bình là nếu ví dụ một cây trung bình khoảng 30 trái thôi, vụ đầu 2, 4, 5, 5 với 4 là 9, 9, 2, 11, 12, 4, 16, 18, 20, 21, 22, 25. Ồ, nó tính ra cây trung bình cũng trên 30 trái các bạn. Thấy vậy chứ cũng nhiều ha. Rồi, thì đây là một bờ. Mình bọc ra ngoài kia cái nữa. Còn vườn bên phía tay phải là vườn người ta nha các bạn. Không phải vườn của chị. Vườn nó vườn di sáo, vườn khác. Còn đây là vườn của chị Cẩm Phượng. Mình đi đây, mình có dắt anh Tâm đi chơi nữa. Dắt anh đi chơi. Đi chơi chung. Vừa làm vườn mà vừa đi tham quan. Một cây trung bình khoảng 30 trái trở hơn không đó anh Tâm. Có mấy cây nhiều hơn là nó lên tới 40, 50. À, thì mấy cây nó ít thì khoảng 30. À, thì mình đi vòng. Thì cũng giống như vườn của anh Tâm á, mình vẫn cho khuyến cáo là để cỏ. Đây các bạn. Đây, để cỏ. Để cỏ để làm gì? Tại vì vườn này chưa có bét tưới. Do chủ vườn chưa có chi phí đầu tư cho nên chưa có bét tưới. Cho nên mình khuyến cáo vẫn để cỏ. Còn qua vụ này chị sẽ đầu tư bét tưới. Mình vẫn khuyên cáo là nên có, tại vì tưới bằng bét á ổn định cái gọi là cái độ ẩm, ổn định độ ẩm và cái pH, cái ổn định pH và cái liên quan tới quá trình về cái độ thông thoáng trong đất nữa, gọi là cấu trúc đất. Thì mình khuyến cáo vẫn nên là cái bét tưới, lý do gọi là 10 gầm thấm thấm lâu. Còn về cái cây này các bạn đó. Như mấy cây này là quốc buồn trên kia các bạn không, một nhánh nó mình điểm vào 10 trái đó, một nhánh góc trên đó. Mình quay qua đây các bạn nhìn kỹ hơn, leo lên cũng không dám leo nữa. Đó các bạn, cái buồng ở trên ở giữa đó là 10 trái không. Ha, à, kiên không? Trái này các bạn hỏi mình nhiêu ngày, trái này là 50 ngày nữa các bạn. Đối với mỏng con, dạ. Đối với mỏng con. Trái này là 50 ngày. Bạn thấy không? Trái này là 50 ngày. Rồi phía trên nữa nè. Đó, ngược nắng mặt trời ha. Trái tròn do luôn. Hai, đó, thì đi tham quan. Giờ mình qua cái vườn ghi sáo. Đi qua cái cầu khỉ này đó. Thì phía bên kia là vườn ghi sáo. Ghi sáo thì cùng ngày nhưng mà trái to hơn. Mình qua các bạn coi nè. Cầu khỉ này nha đó. Đặc trưng ở miền Tây sông nước, thành phố Cần Thơ. Đây.
bước qua đây các bạn nhìn liền, quay liền liên tục clip luôn nè các bạn không, trái cùng với trái hàng cùng ngày nhưng mà trái ghi sáu nó lớn hơn rất là nhiều, tại vì trái này đâu đó khoảng 60 ngày, còn nhiêu 60 thì 85 ngày cắt thì còn 25 ngày nữa các bạn, cho nên sao nhanh lắm. Còn đây nè đó, anh chị cũng đầu tư chàm nên nếu đúng ba game ha, nếu đúng kỹ thuật là chàm này phải cạo cái vỏ này ra này các bạn, để nó không có chữ nấm bệnh với lại sâu mọt trong này, nhưng mà không có công làm vậy là được rồi đó các bạn thấy không, trái thúc đang trong giai đoạn này thúc dữ lắm đó, trời ơi chị mạo hiểm hai trái sầu riêng này chị ơi, kiếm cây chàm hoặc là cây gì chổi lên giùm em, nó lắc vậy chịu gì nổi. Tại vì gió lắc đúng không? Thôi ok. Đó, chị cột con dây màu đen, người ta chơi dây màu đỏ nó mới đã, chị cột dây màu đen. Màu đen màu đỏ. Các bạn thấy không? Trái rất là to. Với mình là đánh giá là trái tuyệt vời không? Trái này xanh da nè, gai nở. Đây, chỉ còn chim miếng mót ở trong trái nữa, hơi ngược nắng chỗ này rồi. Chim miếng mót. Mình qua bên kia. Đó. Thì bờ bên này cũng giống như kia các bạn, vẫn để cỏ ha, vẫn để cỏ nè, nó ăn màu xanh thì là anh Tâm. Vườn này giống như vườn sinh thái luôn, nó cây hai bên là cỏ giữa, giữ đồ ẩm đồ lại. Còn đây là trái nè, nó các bạn thấy không, quốc hệ buồn không luôn. Trái này là tính ra khoảng 65 ngày luôn rồi, cho nên cái này có thể hút 1-2 cử nữa các bạn. Vườn của chỗ chị Phượng, cho nên hỏi trái đợt này bán thì hỏi đây là thuần vụ hay là nghịch vụ, thì mình nói là này là nghịch vụ, cuối cùng mùa của nghịch vụ luôn đó, trái tuyệt vời luôn đó, không chê. Vườn này là không chê được chỗ nào, vàng lá xanh nhện này là vườn này quản lý kỹ lắm đó anh Tâm, nhện vườn này quản lý cực kỳ kỹ, gần như là phun đâu khoảng 4 cử nhện á, mà một lần là phun liên tục hai lần, một cử quốc hai lần cách nhau khoảng 7 ngày, rồi sau đó là đổi thuốc, nghĩa là hai cử đều đổi thuốc. Thấy các bạn, trái chị cột con dây hết trơn nè, cột dây, cột con dây là một ha, cái hai là giống thêm cái nhánh, cột dây mà giống thêm cái nhánh này nữa là coi như là an toàn, mặc dù nhánh to nhưng mà mình vẫn khuyến cáo là nên có cái chày chòi chạm nó chạm nó chổi vô đó, tuyệt vời hết chỗ chê luôn. Nhánh nè, ba trái ngoài này 4 trái 7 trái mà vẫn nuôi được. Bình thường đâu có gì. Nhưng mà quan trọng thúc cho nó lớn nhất có thể. Trái này hơi ấy ha, hơi chán nắng. Chán nắng buổi chiều sáng nó đẹp hơn. Nó. Trời ơi kìa. Đây các bạn. Làm cứ như đi tham quan chứ không phải là đi tư vấn kỹ thuật, quá đẹp, chủ vườn làm hết sảy. Này thúc thêm, tại vì vườn này nó đó. Thì mình đi ra phía sau này các bạn, mê lắm, vườn này đi là mê lắm, không có gì để chê ý kiến cho, chỉ vô là cứ kêu thúc thôi đó, các bạn thấy không, tuyệt vời. Ghi sáu mình mong cho giá này nó ổn, còn bạn nào có nhu cầu mua hàng mua sầu riêng thì cứ inbox mình inbox, còn không thì cứ nhắn mình vườn này bán chưa đâu vậy đó, mình cho số để tự liên hệ. Hiện tại là vườn này có khách vô, có mối vô chào là 115.000 lùa, 115.000 lùa. Mình nói thật luôn, vườn này là không có dịp sáp nổi đâu các bạn, không có sâu, không dịp sáp. Tại sao? Phun liên tục, phun dữ lắm, phun sâu dịp sáp liên tục, những dấu hiệu liên quan tới vàng gai bể gai úng đít quản lý triệt để hết, không có để cho gọi là ngừa hết trơn rồi đó, mình ngừa hết mọi vấn đề có thể xảy ra. Ở đây có cây musakin nè các bạn, đây là cây musakin nha, tại sao lá nó như lá nhãn vậy đó, đây là musakin nè, đặc trưng nè, lá thứ nhất lá cái hai nhánh đó, đây là musakin. Ngày xưa là những cái cây musakin đầu tiên á, là mình phải đi kiếm vườn để mình quay, còn giờ không cần nữa, tại giờ vườn ta phổ cập rồi, phổ cập mua sơ kinh rồi, nó không còn phải xa lạ nữa. Còn nhớ lúc đó có một bạn nhắn tin riêng cho mình, nói anh ơi có trái mua sơ kinh không, bán cho em đi 1 triệu con trái em cũng mua nữa, ăn thử cho biết. Còn giờ mình kêu mua không 100.000 ký nè, nó để em suy nghĩ.
Đây, nó còn đây là ghi sáu, trời ơi, đừng bất ngờ nè. Các bạn ơi, nó núp bên kia đúng không? Nên mình xoay qua bên đây. Đó, thì mình xoay qua. Xoay qua nè, đó các bạn thấy không? Nó rất là xanh. Ồ, cây này nhiêu trái trời ơi. Tuyệt vời. Quá đã. Không ý kiến. À, bên này nữa nè. Các bạn thấy vậy chứ, chỗ chàm, chàm chỗ vô đây, à, trái nè, nó quốc dày nè. Nói ơi, không ý kiến. Anh mua con iPhone giống em nè. Nó hết bị cháy nắng à. iPhone giờ nó đâu được đâu, ngày xưa iPhone nó mắc chứ giờ so với sầu riêng nó không mắc. So với sầu riêng. So sầu riêng hết mắc rồi. Rồi đây các bạn, cột dây nè. Ôi ơi. Đây nè. Ôi nó đã. Mê. Rồi thì đây là vườn của chỗ chị Cẩm Hường các bạn ha. À, lâu quá từ ngày mà trái nó vẫn cùm tay tới giờ mình mới có chuyến ghé lại, coi như là cũng cả tháng á. Tháng thì cập nhật thôi, cập nhật trái nó chăng đồ như thế nào để biết đường còn tư vấn xử lý, thì mọi thứ đều tốt hết. À, mọi thứ đều quá đạt, đạt hơn những gì mình mong muốn. À, và chúng chắc không lần sau qua là bán luôn rồi đó, lần sau mình qua có những nhiều khi lần sau qua là phục hồi vườn. Rồi thì cảm ơn các bạn, hẹn các bạn ở những video clip lần sau. Hàng rào đó chị làm rồi. Này gọi là phóng sự thăm vườn sầu riêng. Nó chuẩn bị sẵn luôn nè, chàm nè, dây nè, đi bô trái. Rồi sức người cũng có hạn chứ. Cây nào cũng có trái rồi. Mình thì đi bộ trên này, chị thì xuống kia. Đó, trái tròn. Hết. Đây. Đây nữa. Ôi, trên kia nữa kìa. Ồ, đã chưa? Lúc lắc nè các bạn. Đó. Rồi, ở cây này nó cao đi, nó khỏe cái hẳn cái lưng. Hình như cây này không gọi bị si đâu không chị? Đây các bạn. Mà đếm thử nhiều trái, mình không cần đếm. Chủ vườn điếm rồi, những cái lô thế này là chủ vườn đánh giống trơn rồi. À, cần chi mình chỉ vô mình kiểm tra thôi, vấn đề về gai, về bể gai, uống đít rồi. À, tuyệt vời. Tuyệt vời. Trời ơi, trời giống cây tràm mà sao cái buồn nó cứ lắc qua lắc lại vậy? Không biết thế này. Gió hơn bữa nay nữa. Sao thấy giống mà cái buồn nó cứ lắc cái chùm trái lắc qua lắc lại này, sao thấy ghê quá.